Vâng thưa quý vị, căn cước công dân là loại giấy tờ tùy thân rất quan trọng, nếu mất sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến việc hoàn thành các hồ sơ khác. Do đó, khi phát hiện bị mất hoặc thẻ căn cước công dân bị hư hại, rất đông người dân đã lập tức đến bộ phận tiếp nhận và trả kết quả ở các địa phương để làm lại. Bên cạnh đó, hiện nay các phường xã trong tỉnh Đồng Nai đang đẩy mạnh tuyên truyền người dân thực hiện đăng ký định danh điện tử, nên số lượng người dân liên hệ làm việc tại các tổ làm công tác đề án 06 rất cao, ghi nhận của phóng viên thời sự tại thành phố Biên Hòa. Thưa quý vị và các bạn, những người dân này thì họ đang chờ đến lượt để làm lại thẻ căn cước công dân cũng như là đăng ký mã định danh điện tử. Do trước đó thì các địa phương đã thông báo cho người dân đến bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Ủy ban Nhân dân thành phố Biên Hòa để thực hiện làm các loại hồ sơ theo yêu cầu. Tất cả những người này đều đến đây từ rất lâu và đang chờ đến lượt để được làm các thủ tục liên quan đến thẻ căn cước công dân và định danh điện tử. Nhưng vì quá đông và số lượng cán bộ giải quyết thì lại có hạn, nên ai cũng nóng ruột chờ gọi đến số thứ tự của mình. Theo tổ làm căn cước công dân ở bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Ủy ban Nhân dân thành phố Biên Hòa, hiện mỗi ngày có khoảng 500 đến 600 lượt người dân đến liên hệ để cấp lại thẻ căn cước công dân và đăng ký định danh điện tử mức 2. Nguyên nhân là vì Cục Quản lý Hành chính vừa hủy một số mã định danh vì các lý do như sau. Sai đầu số, mã số, năm sinh, giới tính, nên công an các địa phương đã thông báo đến người dân để kịp thời đi đăng ký làm lại. Vì bữa nay là đi làm lại thẻ căn cước, cho nên ở địa phương mình làm trễ, cho nên địa phương chỉ ra đây để mình làm lại giấy tờ. Rồi ra đây thì cũng thấy là rất là đông, thấy là càng ngày cũng càng đông á. Mới chỉ xin cái mới xin được cái giấy ấy thôi, còn đang chờ ở đây. Thì tí nữa hỏi xem là có làm được hay không thì chị cũng chưa biết. Trước khi đến đây thì chị không nghĩ là nó đông như vậy. Thì giờ thì chị ngồi chờ. Thực tế, định danh điện tử là tài khoản được tạo lập và xác thực trên hệ thống VNEID của Bộ Công an. Người dân sẽ dùng mã số định danh cá nhân, chính là mã số trên thẻ căn cước công dân và số điện thoại hoặc email để đăng ký. Trường hợp chưa có căn cước công dân sẽ đăng ký tài khoản định danh điện tử khi làm căn cước mới. Theo Nghị định 59 quy định về định danh và xác thực điện tử, người dân có thể dùng thông tin định danh điện tử để chứng minh nhân thân thay thế cho thẻ căn cước công dân hiện nay. Đang trong dự án tiến mới là sẽ tăng cường thêm 10 máy định danh điện tử đi các phường mức 2 đó, để mà cho bà con được tiện. Cái số lượng mà mình chưa lên mức 2 cũng còn rất là nhiều, nên là sẽ là đưa xuống các phường để bà con đi tiện việc đi hơn. Liên quan đến các phản ánh của người dân khi nêu rằng đăng ký định danh điện tử phức tạp và khó thực hiện, đại diện công an thành phố Biên Hòa cho biết, tài khoản định danh điện tử không giống như những tài khoản mạng xã hội thông thường khác để có thể dễ dàng đăng ký. Người dân phải làm từng bước để đảm bảo tính chính xác và độ bảo mật cao nhằm tránh tình trạng giả mạo. Do đó, người dân nên bình tĩnh, thao tác xử lý từng bước một theo trình tự hướng dẫn.